Được chưa? Tiếp tục là những clip dành tặng đến anh chị em mình những dòng xe máy cũ. Và một điều đặc biệt khác biệt ngày hôm nay, đó là anh chị em ơi, mình xem video clip bên cửa hàng xe cũ nè. Đặc biệt ở đây là cửa hàng xe máy Quốc Quảng, anh chị em mình bấm like càng nhiều, bấm like càng mạnh, bao nhiêu like là giảm bấy nhiêu tiền cho anh chị em mình qua đây mua xe nha. Em chào chị. Chào em nha, chào tất cả quý vị khán giả đang coi live trực tiếp trên kênh Chợ Tây Ninh nhá. Thì hôm nay là ngày 19 tháng 10 2023 nhá. Thì hôm nay là cũng cách 2 tuần nữa đấy. Bây giờ em lên live sóng live trực tiếp để bảo giá một số dòng xe ở cửa hàng cho quý anh chị em cùng tham khảo nhá. Dạ rồi. Thì cửa hàng xe máy Quốc Toàn là có địa chỉ là 465 đường Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương nha cả nhà. Hai đầu số hotline là trên mặt trái màn hình của quý vị các bạn nhé. Nghe trên màn hình luôn nha. Ngay bên trái màn hình nha. Thì cửa hàng có hỗ trợ trả góp này, có ship xe toàn quốc nha cả nhà. Dạ. Thì còn trả góp là từ 18 đến dưới 60 tuổi là góp được nhé cả nhà, không bị nợ xấu, không bị trả trễ nhá. Dạ. Ở đây tuy là ở Bình Dương nhưng mà có ship xe đi toàn quốc luôn. Đúng rồi, ship xe toàn quốc đó nha cả nhà. Xe mình bữa nay thì giá nó khoảng từ bao nhiêu tới bao nhiêu hả chị Loan? Xe tầm trung là giá từ 2.8 triệu. Dạ. Đến 6.5 triệu đó. Rồi. Đó, rồi xe quay 7 triệu mấy, 8 triệu có cả. Dạ. Mình tham quan một vòng nha anh chị em. Đó. Rồi, mình vô chiếc nào trước đây chị? Vô bên này trước đi em. Chiếc Sirius 50 nhá. Sirius 50cc. Biển số là 60AH01629 nhá. Xe này thì định đề đầy đủ nhá. Dạ. Đó, máy còn êm ru nhá. Và bán với giá là 6 triệu nhá. Xe này là 6 triệu. Đó, bánh thì còn sáng choang nhá. Sirius 50 nha chị em. 6 cho triệu. Học sinh đi học nha cả nhà. Nếu mà anh chị em mình xem cái video clip này mà chưa có nhu cầu mua xe đi. Đúng thì rồi. Vẫn có thể là hỗ trợ cho nhiều bà con cô bác khác ở khắp nơi. Là bấm nút like thôi thì nhiều bà con cô bác qua đây mua xe. Chỉ cần đưa cái clip này ra. Thấy clip này mà 300 like hay 500 like là giảm mấy trăm ngàn. Mọi người nhớ xem like, nhớ bấm cho em một nút like, một nút chia sẻ nha cả nhà. Dạ. Hôm nay cũng là ngày 19 rồi, ngày mai là ngày quốc tế phụ nữ nhá. Thì thay mặt toàn thể anh các chị em phụ nữ là chúc các anh chị em, các chị em phụ nữ nhá. Là được là nhiều quà nhá. Nhiều quà. Quà tặng nhá, được các đường bài râu tặng nhiều quà nhá. Rồi. Còn em thì hôm nay là chưa có quà, không có quà. Ông chồng bảo là hôm nay mà like mà ngày mai bán được xe á thì sẽ có quà, mà không bán được xe là không có quà. Thôi, vậy thì anh chị em ơi, tặng quà cho chị Loan bằng cách bấm like nha. Cảm ơn chị bấm nhiều lắm. Like với chia sẻ giùm em nha. Rồi, chiếc này. Tiếp tiếp là một chiếc Sirius nhá. Đời 2015. Biển số là 38C119488 nhá. Bánh mắm thắng đùm nha cả nhà. Dạ. Đó, xe thì máy móc thì em ru luôn nha. Đầy máy luôn. Đó. Đó. Máy còn là nguyên zin từ A tới Z luôn nha. Đó. Đầy đủ mọi chức năng luôn. Chiếc này chị bán bao nhiêu? Chiếc này thì gì bán với giá là 8 triệu 9 nhá. 2015. Mà có 8 triệu 9 thôi chị. Đúng rồi. Đó. Xe thì máy móc còn êm ru luôn ạ. Dạ. Nguyên zin. 8 triệu 9 mà 500 like thì còn có 8 triệu 4 thôi. Đúng rồi. Dễ dàng nha. Dạ. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Anh chị em mình bấm like để bữa sau mình qua đây mình có cái cớ, có cái động lực kêu chị giảm nữa anh chị. Đúng rồi. Rồi, đó. Xe này. Tiếp là một chiếc Way Trung Quốc nha. Biển số là 66P20268 nha. Xe này bình đề đầy đủ mọi chức năng nha. Xe máy êm nha. Đó. Xe này bán với giá là 4 triệu nha. 4 triệu thôi. Đó, 4 triệu một chiếc xe quay Trung Quốc rất đang đẹp nha. Dạ. Đó. Bình đề đầy đủ luôn nha cả nhà. 4 triệu. 3 triệu 9 là chị Loan bán luôn. Đúng rồi. Xem like, bấm like, nút like cho em là em giảm luôn. Lọc lá may mắn nha chị ha. Đúng rồi. Còn chiếc tiếp này là một chiếc Lexam nhá. Dạ. Xe tay ga nha cả nhà. Đó, bánh mâm thắng đĩa luôn. Biển số là 95F100375 nhá. À. Xe máy móc êm ru luôn nha. Đó. Bình đề đầy đủ mọi chức năng luôn. Cái này là xe tay ga chính hãng của Yamaha nha anh chị. Đó. Giờ xe còn này bên ngoài rất là đẹp nha.
Xe này bán với giá là 4 triệu 2 thôi. 4 triệu 2 nha chị. Mọi người xem like 2. Cho em một nút like một chút cho khỏe nha. Để lấy động lực ngày quốc tế phụ nữ nhé cả nhà. Rồi. Ok đó. Nha. Chiếc này Sirius 5 đĩa. Tiếp là một chiếc Sirius tiếp nha. Xe này thì đời 2012. Biển số là 37B205938. Bánh mâm thẳng đĩa nha. Xe này mọi chức năng còn hoạt động bình thường nha. Đó. Dàn áo, dàn chân gì đang sáng choang nha. Xe này bán với giá là 7 triệu rưỡi nhá. 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Máy móc là ok hết chị ha. Đúng rồi, máy móc bình đề đầy đủ, máy móc còn nguyên zin á. Mấy cái dòng này đi nó làm tính lắm, nó không có giật mình. Bánh mâm thẳng đĩa luôn nha. Bền. 7 triệu rưỡi. 38 Nghệ An, 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi nha. Đó. Rồi. Ở đây anh chị em nào hồ sơ tốt là qua đây là góp là không có cần trả trước nha góp, chị. Góp không cần trả trước nhá. Chiếc này đi. Bánh mâm. Tiếp theo là một chiếc Sirius đời 2017 nhá. Dạ. Bánh mâm thẳng đĩa nhá. Đó. Xe dàn chân dàn áo thì còn là nguyên hình nguyên vẹn nha. Dạ. Máy móc nguyên zin nhá. Biển số là 94 Bạc Liêu nhá, 94F122676. Xe này bán với giá là 9 triệu rưỡi đi. 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi nha chị. 2017 nha. 94 Bạc Liêu. Đó, xe dàn ngoài nhìn xe rất này là ok nhá. Có xăng không em đề thử. Bình xe yếu. hết xăng bình yếu đó. Rồi. Đó. Okay. Xe này đến cửa hàng mua là bỏ bình mới vào là bình đề đầy đủ nha. Dạ, còn xe này đi. Kế tiếp là một chiếc xe Sirius nha. Đời 2019. Đó, bánh như còn sáng choang luôn nha. Biển số là 66L153956 nhá. Xe này cũng mọi chức năng hoạt động bình thường nha. Dàn áo, dàn chân thì còn liền lạc nha. Chưa bể vỡ gì nhá. Xe này bán với giá là 10 triệu rưỡi đi. 10 triệu rưỡi nhá. 2019 nhá cả nhà. 10 triệu rưỡi. Đúng rồi. Rồi. Đó. Xe bên đây là một em Way Alpha. Tiếp là một chiếc Way Alpha 100 nhá. Dạ. Bánh căm, thắng đùm. Biển số là 59L111099. Xe này bán giá là 7 triệu 7 nhá cả nhà. 7 triệu 700 ngàn. Giá này là tiệm cận với lại xe Trung Quốc rồi đó. Đúng rồi đó. Xe này là xe Nhật nhưng mà giá mềm nha chị. Máy êm nhá. Máy móc êm. Dạ rồi. Còn ở bên này là Way S100. Way S100. Biển số là 55P52107. Xe này vành bấm còn sáng choang này. Dạ. Đó. Máy móc còn nguyên zin nhá. Nguyên zin nguyên bản luôn nhá. Xe này bán với giá là 8 triệu rưỡi nhá. 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi. Đó. Em quay đi cái bánh cho người ta xem. Đó, còn 8 triệu rưỡi nhá. Quay cái dàn chân. Dàn chân dàn áo còn sạch sẽ nha. Đó. Cái này là để đây là bùi không rửa. Anh chị em nào mà xem mà thấy chưa có kỹ á, mình nhắn tin qua Zalo cho cửa hàng. Tin qua Zalo nhá. Em sẽ gửi hình chi tiết cho nhá cả nhà mọi người. Zin hết anh chị ơi. Xe rồi. Này là zin luôn á. Còn chiếc bên đây là đang làm cái đèn hả chị? Đang làm cái đèn chưa lắp vào. Dạ. Xe này quay Trung Quốc nha cả nhà. Quay Trung Quốc. Biển 64T16044. Bánh mâm luôn nha. Máy thì êm nhá. Bán với giá là 4 triệu luôn. 4 triệu. Ngày mai là mới lắp được cái đèn, cái mặt nạ này. Dạ. Đà đèn. Đó. Rồi, ok. Còn bên này. Bên này là một rim. Chiếc Boss Sanda nhá. Ủa, Boss Sanda hả? Xe biển số 70K59309. Thế này bây giờ bán 5 triệu 9 đi. 5 triệu 9. Đúng rồi. Xe này 9. Biển số Tây Ninh nha chị. Biển số Tây Ninh. 70K5. Máy móc là ngon nha, êm nha. Dạ rồi. Dàn ngoài nhìn nó rất ok nha, chưa bể vỡ gì nha. Đó, kế tiếp là cùng một em Boss Sanda tiếp nha. Boss Sanda luôn. Xe này thì biển 60M18592. Bánh mâm luôn nha. Cái này bán giá 4 triệu 8 đi. Boss Sanda nha nhà. Đó. Dạ. Rồi. Kế tiếp là một chiếc Galaxy. Galaxy. Xe này tay ga vậy, tay côn vậy anh em hề. Tay côn. Là tay côn. Biển số là 69F124600. Dạ. Xe này bán với giá là 4 triệu 8 luôn đi. 4 triệu 8. 4 triệu 8. Rồi. Xe mọi chức năng đang hoạt động bình thường nha.
máy êm. Kế tiếp là một chiếc Sirius đời 2019, biển số 9TK1-93239. Trên này bán giá về bao nhiêu đấy? 9 triệu đi. 9 triệu. 9 triệu. 9 triệu rưỡi giảm còn 9 triệu đi. Xe này là có vô cái kiển nhẹ nhẹ phía trước ha. Đúng rồi. Để kiển là niền nhỏ. 2019 luôn nha cả nhà. Bánh nhỏ chứ. Đó. Dạ, 2019. Biển số 94. Đúng rồi. 94 Bạc Liêu. Dạ. Đó, kế tiếp là chiếc Quay Trung Quốc nha. Rồi, Quay Trung Quốc. Xe này thì nói chung là không đề được nha. Đạp thôi nhưng mà máy êm. Dạ. Bán giá là 2 triệu 8 nha. 2 triệu 8. 2 triệu 8 thôi. Giấy tờ là đầy đủ giấy nha, tờ đầy đủ nha. Chỉ là không đi được thôi đạp. Dạ. Nhưng mà bỏ đạp thì máy móc là êm nhé, máy êm cực êm luôn. Rồi. Đó, kế tiếp là một chiếc Quay Trung Quốc, rim Trung Quốc nha. Rim Trung Quốc. Đó. Xe này thì được trước lại 3,5 triệu, bây giờ giảm 3,3 triệu đi. 3,3 triệu. 3,3 triệu mà bữa nay clip này mà 300 like là còn có 3 triệu thôi. Đúng rồi. Dám luôn. Em không ai biết đến, đâu nha. Nhưng là... mà đến cửa hàng nha. Lúc đó ship là không ship nha. Dạ. Đến lúc cửa đó hàng là lão đang chịu nha. Bớt trên xe nha, sang xe luôn á. Mọi người chấm like cho em nha. Bấm rồi like. Em sẽ bớt luôn nha. Bớt. Nói chung là ở xa mua thì vẫn giảm nhưng mà tiền ship thì mình thương lượng. Đúng rồi. Đúng thương rồi. Lượng. Còn đó. Mình tới cửa hàng lấy thì là chắc chắn là chiếc nào cũng giảm hẳn. Đây em đây hai chiếc. Rồi tiếp tục nha anh chị. Đây là một chiếc Nô 5 nhá. Đó, xe này thì nhìn bề ngoài rất chi là đẹp nha, máy thì còn nguyên zin nha. Đó, biển số là 68D112048. Xe này bây giờ bán với giá là đây. 7 triệu 8 đi. 7 triệu 8 nhá. 7 triệu 8. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Còn em này thì sao chị? Em này Quay siêu nhân nhá, RSX nhá. Siêu nhân. Thế này thì máy móc còn nguyên zin này. Đó, bình đề đầy đủ luôn nha. Từng con ốc của nó. Đó. Dàn chân dàn áo thì còn sạch sẽ luôn đó. Dạ. Yeah. Đó. Năm bánh thì là còn sáng choang nhá. Thế này bán với giá là 8 triệu nhá. 8 triệu. Đó. Biển số là Đồng Nai 60B169458. 8 triệu nha cả nhà. 8 triệu. Đó. Tiếp tục vô nhà nha. À, Noza trước đi. Kế tiếp là một chiếc Noza nhá. Noza này là đời 2013. Màu trắng rất chi là đẹp nha. Ngoại hình rất chi là ok nha. Máy móc còn nguyên zin nhá. Ôi trời, biển số là 61C119228 nhá. Xe này giờ giảm còn 9 triệu rưỡi nhá cả nhà. 9 triệu rưỡi. Đó. 9 triệu rưỡi, chiếc Noza rất chi là đẹp nha. Xe này con gái là đi, những người mà nhỏ nhỏ con á, yeah, đi đẹp lắm nha. Đó. Mọi người yêu thương thì cho một nút like, một nút chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn chị em nhiều lắm. Vision màu đỏ. Đó, kế tiếp là một chiếc Vision đời 2016 nhá. Biển số 66S133954. Xe này máy móc còn nguyên zin nhá. Yeah. Đó, dàn áo thì còn tuốt sơ thôi nhá. Đó. Rồi. Bánh như là còn không bể rỡ nha. Mọi chức năng đang hoạt động bình thường nha. Đó. Xe này bán với giá là 17 triệu nhé. 17 triệu. 17 triệu. 17 triệu. Biển số 66. Còn Honda Lead. Tiếp là Honda Lead nha. Đời 2015. Dạ. Xe này là biển số thành phố luôn nha. 59I384064. Em này thì máy móc còn nguyên zin nhá. Nguyên bản của nó luôn nhá. Đó, từ đầu chỉ cần chân luôn nhá. Đó, đang còn sạch sẽ nha, không bị vỡ gì nha. Xe này bán với giá là 16 triệu nhá. 16 triệu. 16 triệu, 1658 còn 16 triệu. 16 triệu nha chị, màu xanh. Đó. Còn màu xanh trắng. Đẹp. Màu trắng. Kế tiếp là một em Honda Lead đời này là đời 2014. Ừ. Biển số thành phố luôn nhá, 59L183352. Xe màu trắng rất đẹp luôn nha. Nói chung là máy móc còn nguyên zin từ A tới Z luôn đó. Dạ. Không bể vỡ, không ấy nha, một chức năng còn hoạt động bình thường nha. Máy móc là êm luôn nha. Đề luôn. Bớt đắng. Ôi yếu bình rồi. Yếu bình rồi. Xe mà để lâu mà nhiều khi cách vô người ta bật lên. Khách vào bật lên là mình không biết mà tắt á.
đó là hết bình luôn. Nếu mà ai mua thì bỏ bình mới vào. Dạ. Đó, xe này bán với giá là 14 năm nhá. 14 năm anh chị. Ờ, 14 năm. 14 năm. Xe lít rất chi là đẹp luôn nha. Xe này cái cốp rộng cực kỳ, đựng cả thế giới được. Xe này thì còn Winner X. Kế tiếp là một chiếc Winner X nhá, đời 2020 nhá. Dạ. ABS luôn nha cả nhà. Biển số là 84G158816. Xe này là ở Trà Vinh nhỉ? 84 là Trà Vinh. 84 Trà Vinh. Xe này mọi chức năng còn hoạt động bình thường nhá. Rồi máy móc còn nguyên zin nhá. Xe này bán với giá là 18 triệu nhá cả nhà. 18 triệu. 18 triệu thôi. Đó. 18 triệu nếu mà bây giờ cầm tiền mà đi mua xe mới á là mua chiếc Sirius sợ mua không được. Đúng rồi. Đúng không anh chị? Cầm 18 triệu. Không có bao giờ mà xe cũ mà rẻ như đợt này luôn á. Chỉ cần cầm 18 triệu qua bên gặp chị Loan là có một chiếc 150. Ai trả góp là không cần trả trước nhá cả nhà. Xe này là không cần trả trước nha. Ngon lành nha anh chị nha. Không nợ xấu, không bị trả thế thôi nha. Là góp được. Đó, kế tiếp là một chiếc AB đời 2015 nhá. Biển số là 63B717267. Xe này máy móc nguyên zin từ A tới Z luôn nha. Đó. Dàn áo này còn sạch sẽ, chưa bể vỡ gì nha. Đặt chân ok. Sao bà giá tiền là 16 triệu nhá. 16 triệu. 16 triệu. Mọi người yêu thương thì cho một nút like, một nút chia sẻ nha. Để em có động lực em đến đây là em dám thêm nhá. À, anh chị em nào mua xe thì cứ bấm like nè, để mình qua đây mình mua xe là được giảm giá. Còn anh chị em nào chưa có mua vô cầu mua xe bấm like ủng hộ cửa hàng để nhiều anh chị em khác mua xe được giảm giá. Đúng rồi. Đó. Ok nha. Kế tiếp là chiếc AB FI đời 2011 79U27368. Máy móc còn nguyên zin nhá. Bán với giá là 12 triệu đi. 12 triệu. 12 triệu. FI rồi nha anh chị. FI luôn nhá. Sao có 12 triệu? 12 triệu. Giá bình dân. Kế tiếp là một chiếc Gian Nút nhá. Biển số là 93P196278. Thế này máy móc cũng còn nguyên zin nhá. Dạ. Bán với giá 13 triệu nhá. 13 triệu. 13 triệu. 2016, yeah. Đời 2016. 13 triệu ha. Còn bên đây là kế tiếp là một luôn. Chiếc Lít. Lít đời 2010. Biển số là 55P37180. Thế này máy móc cũng còn nguyên zin nhá. Bình đề đầy đủ luôn nha. Bán với giá là 7 triệu rưỡi đi. 7 triệu rưỡi. 8 triệu giảm còn 7 triệu rưỡi. Dạ. Đó, xe rất chi là đẹp nha. 7 triệu rưỡi. Cắt 1 là nổ luôn á. Chắc là mình sẽ lướt lại một vòng cái biển số cho anh chị mình coi đi. Lâu lâu quay cái biển số nha anh chị. Tại vì thật sự thì xe nhiều quá. Không biết giờ này chị em có được nhận quà chưa? Còn em thì chưa nha. Nếu mà tính thời điểm hiện tại mà anh chị em mình coi clip là chắc là qua 20 tháng 10 rồi. À đúng rồi. À, là sáng ngày 20 tháng 10 là ngày 20 tháng 10 rồi đấy. Còn em là tối nay là ngày 19 tháng 10 là em chưa có quà nha. Dạ, bữa nay là cái 3G của em nó trục trặc thành ra là em không có phát trực tiếp được. Em ông chồng là ra điều kiện đó, nếu mày mặt quay clip mà không ngày mai không bán được xe là không có quà nha. Chết cha. Với lại là chị em và yêu thương ủng hộ em nha. Rồi. Đó, ủng hộ em, ủng hộ cửa hàng nhé. Cảm em ơn có quà nhé cả nhà. Không nó là tùy thân lắm. Kế tiếp là một chiếc Wazer SX siêu nhân tiếp nha. Con này thì là bánh mâm thắng đĩa luôn nha. Biển số là 83P169372. Mọi chức năng hoạt động bình thường nha. Bình đề đầy đủ nhá. Xe rất đi là đẹp nha. Bán với giá là 8 triệu rưỡi thôi nha. 8 triệu rưỡi thôi. Đó, rồi SX. Dạ, ok. À. Còn bên này là quay Alpha hả chị? Quay A110. A110. Lên thắng đĩa luôn. Đúng rồi. Xe này là đời 2019 luôn nhá. Biển số là 69E143697. Dạ. Xe máy móc còn nguyên zin nhá. Coi này, cặp bánh, cặp tăm, vành bánh gì là còn sáng choang nhá. Đó, lốc máy rồi là hộp xe, hộp xích kia còn nguyên zin nhá. Thế này bán với giá là 12 năm đi. 12 triệu 500. 12 triệu 500 nhá. Xe 13 triệu giảm còn 12 năm nhá. Rồi. Đó. Bên này là một chiếc Black. Một chiếc Way Black này. Hơi bị mới, hơi bị ngon nha anh chị em. Đời 2017 luôn nhá. 27. Bánh mâm thắng đĩa nhá. Cái này là nước sơn zin.
Đúng rồi, nước sơn zin còn nguyên zin nguyên bản của nó, chưa đụng chạm gì hết nha. Ốc là chưa có dấu dặn luôn nha anh chị. Ốc ốc thắng này. Đó. Còn nguyên zin luôn nhá. Chưa đụng chạm gì hết trơn nhá. Bánh mâm thắng đĩa nhá, biển số là thành phố 59Y185119. Xe này bán với giá là 10 triệu rưỡi nhá. 10 triệu rưỡi. Xe thì mình sử dụng thì cũng có chạy chạy xước xước. Đúng rồi. À, nhưng đó, mà không bể vỡ. Còn đẹp lắm. Rồi. Máy móc thì chưa đụng chạm hết. Ok. Biển số thành phố luôn nha. Anh chị em ở thành phố là không cần phải rút gốc rồi nha. Chi này chị nói là bán bao nhiêu? 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi thôi. Đúng rồi, 2017. Đời cao mà, 10 triệu rưỡi. Bánh mâm tháng đẻ bây giờ xe mới hai mấy rồi. Đúng rồi. Đó. Biển Sài Gòn. Mấy ngày nay là mấy người toàn đi biến thành phố, họ hỏi biến thành phố là bây giờ là không cần phải rút gốc nữa, là người ta toàn kiếm xe biến thành phố thôi, mà xe này biến thành phố luôn này. 59Y185119. Bởi vì ở giờ là ở Sài Gòn là được sang tên theo thông tư luôn rồi. Cho nên là mình sang tên dễ. Đúng lắm rồi. Bây giờ biến Sài Gòn là dễ thôi, sang tên luôn á. Mấy ngày nay là mấy người toàn kiếm là xe biến Sài Gòn thôi. Đó. Ok. Kế tiếp là chiếc Sirius đời 2017 nhá. Dạ. Đó, xe này lên 3D rất chi là đẹp nhá. Đó, cặp bánh mâm cũng đẹp này. Biển số là 67G150957. Máy móc còn nguyên zin nguyên bản nha. Cái tem tem nguyên zin của nó luôn nha. Tem zin của nó luôn. Đó, đúng rồi. Sơn 3D đó. Nha anh chị. Giả áo thì còn nguyên zin nguyên bản, chưa bể vỡ gì nhá. Dạ. Xe này thì bán với giá là 10 triệu rưỡi thôi nha. 10 triệu 500 đúng ngàn. Đúng rồi, 10 triệu rưỡi. Rồi. Đó. Tiếp theo ha, quay rẽ. Quay rẽ S110 à? Đó, xe biển số là 69H108561. Xe này cũng nguyên zin nguyên bản luôn nhá. Có hồ sơ, có chứng chú kỳ giấy rồi nhá. Đó. Xe còn rất chi là mới nhá. Bán với giá là 10 triệu rưỡi nhá. 10 triệu rưỡi. Đúng rồi. Dạ. Yeah. 10 triệu rưỡi thôi nha anh chị. Thôi giảm còn 10 triệu đi. 10 triệu. 10 triệu. 9 triệu 9 chỉ bán luôn á. Tại đúng rồi. Ép giá thì em cũng bán luôn á. Tại vì giờ là giờ giá nào cũng chơi. Trời, miễn bán ra là ok. Đúng rồi, miễn bây giờ là em xả những cái dòng xe mà để lâu rồi á mà. Ấy á. Dạ, 9 triệu 9. Còn chiếc Sirius này. Kế tiếp là chiếc Sirius đời 2017 nhá. Bánh mâm thẳng đĩa luôn nha. Xe còn đẹp nha. Đó. Dàn áo dàn chân nhìn còn sáng choang nha. Đó, biển số là 61C173276. Xe này bán với giá là 10 triệu đi. 10 triệu. Đúng rồi. Rồi. Giá luôn. 10 triệu nha, bánh mâm tháng đẻ nha anh chị. Cũng từ bao không lỗi lầm. Còn bên này. Chiếc này thì cũng đời 2017 luôn nha. Chiếc này thì mình câm. Biển số cũng 67C149124. Máy móc còn nguyên zin nguyên bản nha, không bể vỡ nha, màu trắng rất chi là đẹp nha. Xe này cũng bán giá 10 triệu luôn nha. 10 triệu luôn. Đúng rồi. Rồi. Bên đây là quay rẽ đi. Em quay RSX đời 2017 nha. 2017. Biển số là 73 Quảng Bình 73H125804. Xe này là cũng là còn nguyên zin nguyên bản nha. Máy móc thì còn nguyên zin nhá. Bình đề đầy đủ mọi chức năng luôn. Vành bánh thì còn sáng choang này. Bán với giá là 10 triệu nhá. 10 triệu. Đúng rồi. Giờ giảm, giờ xá luôn. Dạ. 10 triệu. 10. Ok đó. Nha. Cái Noza. Chiếc Noza này, đời 2013 này. Đó. Biển số là 60 nhá. Xe này bán xá 4 luôn. 9 triệu rưỡi nhá cả nhà. Hai cặp bánh còn nguyên, hai cặp kiếng còn nguyên theo xe nhá. 10 triệu luôn hả chị? Đúng. 9 triệu rưỡi. 9 triệu rưỡi. 4 luôn. Đó. Rồi, lướt cái biển số cho anh chị em mình coi nha. 9 triệu rưỡi, anh chị em mình thích được xe nào á, thích xe nào thì chụp hình cái biển số này mình gửi qua Zalo, số điện thoại trên màn hình đó anh chị. Để cửa hàng sẽ chụp hình quay phim kỹ xe đó trước khi ship xe về cho mình ha. Đúng rồi. Đó. Đây con. Đây là quay Alpha 110 quay mà Alpha xe lướt. 110 đời 2022 nha cả nhà. Nhìn câm là điền. Quay cặp liền cho người ta coi cái đó, còn mới như xe mới luôn. Cặp đang cay. Xe mới chạy còn 4.000 mấy cây à? Trời ơi, hàng gì? 4.000 mấy cây rồi còn có bằng. Có đèn LED rất chi là đẹp nha. Đó. Wow, 2 tầng luôn. Đó, đèn LED 2 tầng nha. Rồi. Cặp kiếng cũng đó là kiếng xịn luôn nha.
Biển số là Bạc Liêu nhá, 94M153244 nhá. Bao nhiêu chị? Xe này bán với giá là 14 năm đi. 14 năm. 14 à. triệu 500. Xe mới là khoảng 20 ngoài. Xe cũ xe đi lướt. Đúng rồi, lướt mà lướt chẳng khác gì xe mới, mới còn chạy 2022 mà mới có 4.000 mấy cây thì người ta đi cũng dữ đấy. Dạ. Còn em bên đây. Đây là một em Wayra 100 nhá, đời 2014, biển số 38K122321. Dạ. Cái này thì máy êm nhá. Dàn não thì chỉ mới tuốt nhẹ thôi nhá. Tuốt qua rồi nhá. Đó. Bán với giá là 8 triệu ấy. 8 triệu luôn. Chơi luôn. Rồi. 8 triệu nha căn nhà. Ờ 2014 nha. Còn này móc êm nha. Mọi chức năng hoạt động bình thường nha. Dạ. Đó, thì tiếp là một này. Em quay 100 tiếp nha. Biển số là 95E102238. Cái này thì máy móc còn nguyên zin này. Đó, dàn áo rất là đẹp nha, chưa bị rỡ gì nha. Dàn chân cũng sáng choang luôn nha. Cái này bán với giá là 8 triệu rưỡi đi. 8 triệu rưỡi nha. Đúng rồi. Rồi. Kế bên là một em Super. Gì đây? Superin nhá. Thế này biển số là 93H81070 nhá. Dạ. Thế này dàn áo, dàn chân nhìn là còn đẹp nha, sáng choang luôn nha. Máy móc thì êm nha, bao êm luôn. Bán với giá là 12 năm. 12 triệu 500 Superin nha anh chị em. Đúng rồi, 13 triệu giảm còn 12 năm đi. Cái đời này là cái đời đầu của nó đó. Rồi. Rồi đồng sắt á, như máy thái vậy. Xe còn bao đẹp nha, bao zin luôn nha. Bao êm nhắn zin. Cái này thì không zin, máy zin này. Zin mà giá này là em mua luôn. Rồi. Giá đó này. Thì hôm nay nếu mà zin mà giá đó thì họ ngồi chạy máy luôn. Đó. Cái tiếp là một chiếc Wayra SX nha. Đời cái này là FI rồi nha, đời 2018. Biển số thành phố 59X195429. Đó, bánh tâm mà xe này còn đẹp nha, vành bánh thì còn sáng choang nha, em quay cái bánh cái tâm để cho họ coi đó là sáng choang luôn nha. Cái này biển số Sài Gòn luôn nha chị. Biển số Sài Gòn SI luôn nha cả nhà. Cái này còn xăng không? Xe hết bình nha bạn. Xe để đây là cứ hết bình hết luôn. Cứ mua xe thì cửa hàng sẽ sạc bình cho mình. Rồi sạc bình cho. Đó, xe này bán với giá là 12 triệu nha. 12 triệu. Đó. Rồi, 12 triệu. Bên đây là RS. RSX. Ê tí. 110. 110 đời 2010 á, 10-11 gì á. Biển số là 68F25696. Xe này thì còn zin nguyên bản luôn nhá. Máy móc còn nguyên zin luôn nhá. Theo xe tiếng còn theo xe luôn nhá. Thế này giờ giảm còn 8 triệu đi. 8 triệu. 8 triệu nhá. 8 triệu nha cô chú anh chị, máy móc nguyên xi của nó. Anh chị em đến đây bấm like cho em là em còn bớt tiền xăng nữa nha. Anh chị em nhớ nha là qua bên YouTube Chợ Tây Ninh. Bấm vô video clip này. Bấm like, bấm chia like. Sẻ cho em là em giảm tiền xăng luôn. Yeah. Đến đây. Đó. Kế tiếp là cùng một chiếc Wayra SX tiếp nha. Cũng giống đời như con kia luôn nha. Máy móc cũng nguyên zin nguyên bản, hai cặp kiến còn theo xe này. Yeah. Đó, vành bánh thì còn sáng choang nha. Dàn áo dàn chân như sạch sẽ luôn. Bán về đồng giá luôn 8 triệu nhá. 8 triệu luôn nha. 8 triệu ha. Cứ mà bên YouTube mà clip của chị Loan mà 500 like là còn có 70 rưỡi thôi. Chết luôn nha. Chết em luôn đó. Kế tiếp là một chiếc Nô 5. Xe này máy móc còn hoạt động bình thường này. Yeah. Bình đề đầy đủ mọi chức năng luôn nha. Biển số thành phố luôn nha cả nhà. Biển Sài Gòn luôn. Xá luôn đi, 70 rưỡi luôn. Chiếc này 7 triệu rưỡi nha anh chị. Đó, xá 4 luôn. Rồi. Rồi, đây. Coi lướt qua cái biển số cái. À đúng rồi. Biển Sài Gòn có nhiều biển 93. Mọi người nhớ bấm like chia sẻ cho em nha. Em có động lực em giảm giá luôn nha. Ai đến cửa hàng là em có bớt lọc nha. Ừ, mới. Đó, nhất là ngày mai là ngày phụ nữ nữa nha. Dạ. Ngày mai có ai vùng giấy không biết. phụ nữ Việt Nam là thường là hiền lắm, không vùng giấy đâu. Rồi. Hả? Hiền không anh chị? Phụ nữ Việt Nam hiền không? Hiền. Kế tiếp là một chiếc Sirius đời 2009 nha. Đó, bánh mâm thẳng đĩa này. Máy móc còn nguyên zin nguyên bản luôn nha. Yeah. Đó, bán với giá là 7 triệu rưỡi thôi nha. 7 rưỡi ha. Đúng rồi, 7 triệu rưỡi. Rồi, còn Black. Kế tiếp là một chiếc Wayra Black này.
Cái này đời 2013. À, 17 chứ. Đời 2017 nha. Bánh bánh tăm nha. Đó, dàn áo dàn chân thì còn sáng choang luôn nha. Bán với giá là 9,5 triệu đi. 9.500.000. Đúng rồi. Nhanh gọn lẹ cho bà con cô bác mình. Kế tiếp là một chiếc AB đời 2008, biển số 61S1719. Thế này thì nằm cũng hơi lâu rồi, bây giờ em xá luôn 6,5 triệu luôn nha cả nhà. Trời luôn. Đó, chơi luôn. 6.500.000, giá đúng này rồi. Đảm bảo không bao giờ có nữa anh chị. Đúng rồi, em clip bên YouTube của cửa hàng mà lên được 500 like là còn 6 triệu. 6 triệu thì chết em luôn. Rồi. Ngày mai là đã không có quà này còn bị đấm thâm mặt luôn. Sirius nha, bánh mâm thắng đĩa. Tiếp theo là một chiếc M Sirius đời 2018 nha cả nhà. Biển số là 38K150149. Yeah. Bánh mâm thắng đĩa luôn nha, máy móc còn nguyên zin nguyên bản luôn nha. Xe này thì bây giờ xá luôn. Xá luôn. 10,5 triệu đi. 10,5 triệu nha. 10,5 triệu luôn nha. Bánh mâm thắng đĩa. Bánh mâm thắng đĩa luôn nha. Dạ. Đến 38 luôn. 10,5 triệu. Máy móc còn nguyên zin nguyên bản, rất chi là đẹp nha. Cái dòng RC này chạy rất chi là cứng xe nhá. Nhìn rất là đẹp xe, xe rất chi là đẹp luôn á. Rồi. Quay Alpha 100. Tiếp tiếp là một chiếc Quay Alpha 100 nhá. Đời 2015. Biển số là 69L106237. Xe này bây giờ em bán với giá là 9,5 triệu đi. 9,5 triệu ha. Đúng rồi, 9,5 triệu. 9,5 triệu. Còn em này. Kế tiếp là một chiếc cũng là Sirius nhá, đời 2017, biển 37F186409. Xe này máy móc còn nguyên zin nhá, bánh mâm thắng đĩa luôn nhá. Dàn áo dàn chân thì sạch sẽ luôn này. Xe này bán với giá là 9 triệu. 9 triệu đi. 9 triệu chơi luôn. Chốt luôn. Đó. 9 triệu nha. 2017 luôn nha cả nhà, bánh mâm thẳng đĩa luôn nha. Dạ. Đó. Rồi, Quay 110. Kế tiếp là một chiếc Quay 110 đời 2019 nha. Biển số 60B956991. Máy móc còn nguyên zin nguyên bản nha. Dạ. Dàn chân dàn áo thì nó còn sạch sẽ nha. Đó, không bể vỡ gì hết trơn, nhìn nó rất là mới nha. Bán với giá là 12 triệu nha. 12 triệu. Đúng rồi. Đó. Dạ rồi. Đó, thì nãy giờ là sơ lược là anh chị em mình cũng coi hết xe của chị Loan là cửa hàng xe máy Quốc Toản. Thì quý anh chị em thích chiếc nào rồi thì kết bạn Zalo về em nhé, rồi em sẽ gửi hình chi tiết nhé. Mình nhắc lại nha, ở đây là địa chỉ là 465 Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương nha cả nhà. Đó, hai đầu số điện thoại là 0384527146 và 0961399714 nhá. Số Zalo của em là 146 đuôi nha cả nhà. Thì cũng nãy giờ mấy chị em cũng quay qua một lượt xe bên cửa hàng xe máy Quốc Toản nhá. Thì hôm nay cũng là 19 rồi, ngày mai là ngày quốc tế phụ nữ, thì em cũng xin chúc quý cô, quý ông, quý bà nhá. Với các bạn trẻ nhá, một ngày lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc mà. Đặc biệt là nhận được nhiều quà nhá. Dạ. Thôi nhá, xin chào mọi người nhé. Xin chào.